Tôi chào cô gái bán chè. Cô gái bán cho tôi một cốc chè đỗ đen. Ok. Sao cô gái lại có cái kính đẹp thế? Mẹ mua cho tôi. À, mẹ cô gái mua cho cô gái à? Đẹp nhỉ. Cô gái có nhìn rõ không đây? Có. À, thế à. Nào, bán tôi cốc chè nào. Rồi, đưa cho tôi là bao tiền. À, cứ ngồi đi, đi đâu mà dậy làm gì? Nhảy đi nào. Nhảy. Đúng rồi. Nhảy đi. Hát đi. Rồi. À, cô bé nhảy tiếp đi nào. Mua tiếp nào. Phải có quạt chứ. Ừ, muốn quạt không được, không cần có quạt nào. Không mua cái tay không được. Không có quạt đấy mà tìm.